Chào các bạn, hôm nay thì mình về sớm các bạn ạ. Hôm nay mình về sớm cùng mấy thanh niên này. Lâu lắm rồi mới về cùng nhau đây. Đây là Ô Can Sự này, Ha Ki Mự này, Du Ra Tụ Bang Bang này. Đủ hết luôn các bạn, đủ hết mấy anh em Indo đây. Thì bây giờ anh em ra quán làm một cái gói mì cho ấm bụng về bạn. Hôm nay là về sớm này, mặt trời vẫn còn. Hơn 5 giờ bị mà cô gì hàng. À cô gì. Đấy, về anh em ra quán ăn mì bạn. Anh em đang sang quán đây các bạn. Ha Ki Mự. Anh em đang vào quán bạn. Đây, Bang Bang này, Ha Ki Mự này. Hôm nay là về đông đủ các bạn. Đấy, cái chỗ kia trong kia là chỗ huyền thoại kia. Ui không có ai ngồi. Ok mấy thanh niên. Ha ra cử. Ai ô can này của. Ok, qua xe hai để gì? Ha Ki Mự này. Đồng vui đấy, này vui đấy. Lâu lắm mình cũng cùng mấy thanh niên này về cùng nhau. Anh em vào quán. Có thịt lợn không? Uta arimasu ka? À, wakarimasen. Kanji yo. Đâu 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 cả. Kanji wa đâu? Tabun koto wa. Ka aru. Arimasu ka? Này. Cái này. Fulan. Fulan. Mấy thanh niên chọn đây. Nani mo ii. Buta arimasu ka? Hai, arimasu ka. Cái này là nó có mì là có thành phần thịt lợn là không ăn được các bạn. Mình cái gì mình ăn được hết. Ha Ki Mự đai dự bự. Zen bự đai dự bự. Ha Ki Mự. Zen bự đai dự bự. Nani mo ii. Chỉ có Ha Ki Mự đây là ăn được hết tất cả thịt lợn luôn. Còn mấy thanh niên này thì không ăn được. Gì ấy? Yakisoba. Biru. Biru nomu. Biru. Osake. Osake. Đấy, thanh niên rất là dễ này, cái gì ăn được, cái gì uống được. Vietnam gì? Cái nào rồi? Đá dự. Ha Ki Mự. Ha Ki Mự cho mình xem cái ảnh này. Sao có một cái bạn nữ nào mà nhắn tin cho Ha Ki Mự là toàn tiếng Việt đây. Đấy. Sau khoảng 15 phút thì mấy thanh niên này vẫn đang chọn các bạn ạ. Vẫn đang chọn, còn Ha Ki Mự thì lấy xong lâu lắm rồi. Vừa thanh toán xong rồi. Về Ha Ki Mự. Xách vào đây một túi bạn ạ. Ok. Ok, anh em chia nhau, về chữ đi. Mì đây bạn ạ. Đấy, mua hết chừng này, mời mấy thanh niên ăn này. Thôi rồi. Làm một bàn một mâm luôn các bạn. Đấy, oi xì xộ. Cái đây. Trên xì gạo. Đấy. Cái đây cái được. Bư ta đây cái được. Đấy. Bư ta arimasu ka? Này này. Cái này có nhiều cái nó có chiên bằng thịt mỡ lợn thì cũng không ăn được à. Ô ca sự đang làm gì? Nan gì? Shi kata. Wakaru. Cái đấy, joku. Joku. Hai. Joku. Cái đấy. Ok, một cái. Cái đấy. Ok. Cái này là nước nóng 98 độ à. Mua mì đây, mua mì trong quán này. Và đây là nó có mì, có nước nóng luôn. Đấy, cái này là 90 độ thôi. Yeah. À, chỉ chẳng. Cái đấy, ichi bang. À chui. Nó xếp hàng đây. Một hàng đây bạn. Coca Cola. À xem à nani mo ii. À. Ôi. Này
nhân vật đẹp trai kawaii Hansamu Ichiban Okatsu. À đây, thanh niên trẻ nhất này, Hakimu Chotomiti. Hakimu 18 tuổi, trẻ nhất, đẹp trai nhất là Bang Bang. Ui đây, đây thanh niên nào đây, Hakimu là lớn tuổi nhất này, Hakimu 26 tuổi các bạn. À, 22 tuổi này, 19 tuổi, 18 tuổi, năm nay lên 19 rồi. Thanh niên này 22, 23 tuổi gì đó. Đấy, mình lớn nhất ở đây các bạn, già nhất. Anh cả đấy. Ôi, ý à? Ý à, đẹp. Ôi nani, happy happy à. Sư ta về rưỡi. Cái đẹp, Fanta, Fanta Indonesia. Indonesia đấy, Indonesia, Indonesia. Vietnam cũng phải, Coca-Cola cũng phải. Đây là cái máy quay nó không đặt được thế nào, đặt được góc quay hết cả mọi người rồi các bạn. Mình đặt, nếu mà đặt thì đặt sang cái bàn của người ta. À, đây chỉ được một hai người để quay bên này đây. Bên này thì để được cả Okatsu. Bên này đây. Bên này có Bang Bang và Hakimu. Sarapan. Sarapan. Udah habis. Lu. Cepatnya habis. Bambang. Bambang jana ya. Ê, nan đi. À no. Địt bà. Trời lạnh anh em ăn no bè bè đây, ra khỏi cửa đây các bạn. Hà ra cửa. Mấy thanh niên đẹp trai này. Karimaso. Trời vừa nãy chập tối bây giờ tối rồi các bạn. Tối khuya rồi. Và anh em đi xe đạp về thôi. Cái gì đây? Ôi giời. Sao lại có em gái là người Việt Nam rất thích, mấy cô em thích em này rồi. Nhắn tin trả như thế này. Chả biết viết này thì mình còn không đọc được, chứ ai đọc được ở hai đất nước. Chịu, cái này dịch ra tiếng Google đây, cái này Google đây, cái này là bạn cùng nhau thôi. Các bạn khi mà nhắn tin này phải đủ chủ ngữ vị ngữ này, lại để thanh niên lại lấy Google dịch ra tiếng Indo, nhưng mà khi mà không đủ chủ ngữ vị ngữ nó lại ra một câu khác các bạn ạ. À, đây này đấy, nó dài gì wakarimasu. Nó không, cả tiếng Nhật cũng thế các bạn, viết không đủ là nó ra một cái từ khác á. Đấy, thanh niên này là dùng Google để trả lời bạn gái này. Bye 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 bye. Mời thanh niên về vui vẻ nhá. Lâu lắm cả năm mới gặp được mấy dịp thanh niên này cùng một lúc các bạn này. Chứ bình thường bye bye.
Một thanh niên đạp xe về đây khá là xa các bạn, đi khoảng tầm 30 phút ấy. Thì bây giờ mình cũng đang chuẩn bị về. Cảm ơn bạn xem, chào bạn, hẹn gặp bạn.